Đây là hai sào nho giống mới không hạt NH04102 của gia đình anh Chí. Sau hơn 4 tháng chăm sóc, vườn nho giống mới đã đến kỳ thu hoạch. Như mình đợi cho già cành cắt ra bông nữa, anh cứ chỉ dẫn vậy là mình từ đó mình áp dụng vậy mình làm nên thành công. Chùm nho này là rất là thích, nó khác biệt với cái nho trước đấy là nó giống cái nho ngón tay mà ăn nó rất là giòn và không có hạt. Giống nho mới không hạt NH04102 do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố nghiên cứu. Sau quá trình khảo nghiệm, trồng thử tại 3 huyện thuộc Ninh Thuận đều cho kết quả khả năng kháng sâu bệnh tốt, tỷ lệ đậu quả cao. Về cái độ và rít của giống nho này là cũng dao động ở mức cao, là trung bình khoảng 16-18 và trong những cái điều kiện thâm canh hoặc những mùa vụ có thể là lên trên 20. Với năng suất bình quân từ 18-25 tấn một hecta mỗi vụ và sản xuất được 2 vụ mỗi năm, giá bán tại vườn dao động từ 200-230.000 đồng một kg, người nông dân có thể thu về hơn 4 tỷ đồng một hecta mỗi năm. Tỉnh Ninh Thuận sẽ quyết tâm xây dựng và trồng ra được cái giống nho và cái chất lượng nho là phải đảm bảo chất lượng cao nhất và đạt những tiêu chuẩn để chúng ta xuất khẩu, tiếp tục xây dựng cái thương hiệu nho. Tỉnh Ninh Thuận đã ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ trồng nho với mức từ 120 đến 140 triệu đồng một hecta và hỗ trợ thu hút doanh nghiệp phát triển dự án trồng nho ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao với mức hỗ trợ lên đến 7 tỷ đồng mỗi dự án.